Chu Ngọc Quang Vinh, thí sinh Olympia có phát ngôn vô ơn, gia cảnh đặc biệt. Phát ngôn của Chu Ngọc Quang Vinh, N.Ametting từng giành vòng nguyệt quế Olympia, vào đúng lễ quốc khánh 2/9 khiến dư luận cả nước dậy sóng những ngày qua. Danh tính của N.Ametting này lập tức được nhiều người tìm kiếm. Sáng ngày 2 tháng 9, mạng xã hội đăng tải thông tin Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái, người từng giành ngôi vô địch, mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý 1, đường LND ỉnh Olympia năm thứ 24 có dòng trạng thái vô ơn, với đất nước khi xa rời thực tế, cuộc sống ở quê nhà mà chỉ mơ mộng hão huyền nơi xứ người. Trạng thái đăng trên story của Quang Vinh với nội dung sai lệch, N.Ametting này chỉ quan tâm đến bản thân, đến lợi ích viển vông ở xứ thiên đường, là các nước phương Tây xa xôi khiến cư dân mạng phẫn nộ. Sau khi nhận được sự chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng, tài khoản này đã xóa bài đăng và khóa trang cá nhân. Mặc dù bài đăng đã bị gỡ nhưng nội dung nhạy cảm của bài viết đã bị nhiều người, nhiều trang fanpage chụp lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng khiến đông đảo dân tình vô cùng phẫn nộ. Một số ý kiến cho rằng đáng nhẽ, với tư cách là học sinh xuất sắc đạt giải cao trong cuộc thi đường LND ỉnh Olympia, thì phải có sự kính trọng và biết ơn với nền giáo dục và đất nước đã nuôi dưỡng mình, nhưng nam thanh niên này là bày tỏ quan điểm cá nhân sai lệch. Nhận được thông tin trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã đưa ra thông báo chính thức về sự việc, khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với các bên liên quan để xử lý vụ việc. Sở yêu cầu nhà trường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng cần bình tĩnh, tránh lan truyền các thông tin sai lệch. Về phía N.Ametting Chu Ngọc Quang Vinh, sau khi nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, em đã đăng tải bài đăng xin lỗi trên trang cá nhân Facebook. Qua đó thí sinh Olympia xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những phát ngôn không đúng, đồng thời mong nhận được sự tha thứ của mọi người. Hiện tại nhiều người cho rằng, trang cá nhân Facebook của N.Ametting này đã bị khoa, nên netizen không thể tìm lại được bài đăng xin lỗi của Chu Vinh. Liên quan đến vấn đề trên, đại diện công an tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đang xác minh, xử lý về việc phát ngôn không phù hợp của N.Ametting. Khi có kết luận chính thức sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng. Được biết, Chu Ngọc Quang Vinh là một trong số những thí sinh Olympia. Thí sinh này sinh năm 20 tháng 1 năm 2008, đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái, lần đầu tiên xuất hiện trong Olympia 24, với cuộc thi đầu tiên là cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1. Quang Vinh đã xuất sắc mang về vòng nguyệt quế tại cuộc thi với cả 4 phần thi, khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích với số điểm lần lượt là 95. 145, 175 và 250, Quang Vinh chính thức góp mặt ở vòng thi quý 1. Trước đó, trong cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 1 của đường ND ỉnh Olympia năm thứ 24, Vinh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 300 điểm để ghi tên mình vào vòng thi tháng. Chu Ngọc Quang Vinh từng bày tỏ suy nghĩ về chiến thắng ngoạn mục của mình. Trong cuộc thi quý em hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa, để mang được cầu truyền hình đầu tiên về cho Yên Bái. Thành tích của Quang Vinh được lặp lại sau 23 năm chờ đợi của thí sinh Yên Bái. Chia sẻ về bí quyết học tập đạt thành tích cao, Quang Vinh tiết lộ em luôn chú ý tập trung nghe bài giảng của các thầy, cô giáo ở trên lớp. Ngoài ra, em còn nghiên cứu thêm trong sách giáo khoa từ những chi tiết nhỏ nhất. Trước khi tham gia Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh từng đoạt giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2020-2021, giành vòng nguyệt quế trong phần thi chinh phục vũ môn ở trại hè Hùng Vương, khối các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc diễn ra tại trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 46 tháng 8 năm 2023. Quang Vinh mồ côi cha từ nhỏ, chính điều này là nguồn động lực, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để em đạt thành tích cao trong học tập. Các thầy cô giáo nhà trường, bạn bè luôn động viên, hỗ trợ cho em để có tâm lý tốt nhất khi tham gia cuộc thi. Theo báo Yên Bái, cô giáo Phùng Thị Hải Yến chủ nhiệm lớp 11 chuyên Anh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết về kết quả của em Vinh. Tôi rất vinh dự và may mắn được đồng hành với em Vinh trong gần 2 năm qua. Từ khi đồng hành, tôi thấy Vinh là một học sinh thông minh, hiếu học. Em luôn quyết tâm nỗ lực tự học và có kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Tôi mong muốn em phát huy được bản lĩnh, vững vàng giành chiến thắng ở cuộc thi quý để có thể mang cầu truyền hình về Yên Bái. Bên cạnh đó, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cho biết, em Quang Vinh học đều ở tất cả các môn học, em có niềm say mê và sự nỗ lực, quyết tâm rất cao. Đây chính là những yếu tố giúp em giành chiến thắng trong cuộc thi tháng. Của đường LND ỉnh Olympia năm 24.